cua cá gì đó rồng. Quá trời lâm tan luôn. Trời ơi. Sáng nay đám tang ở lại của tán quá nhiều luôn cả nhà. Đây là hai đám. Xin chào cô chú anh chị các bạn, bên mình có bán hai loại sản phẩm. Nước cốt nhào thì chỉ đã xương khớp cho thần kinh tọ. 1 lít là 1 lít là 350.000. Và đây là mực ong mật ong gừng, 1 lít là 1 triệu. Mọi người có muốn ủng hộ thì số điện thoại dưới màn hình. Quá trời lâm tan luôn. Trời ơi. Sáng nay lâm tan ở lại của tán quá nhiều luôn cả nhà. Đây là hai đám. Ở trong đây đám này chuẩn bị chuyển vào nữa. Đây hiện tại giờ đang di chuyển luôn cả nhà. Đáng giờ ở ngoài. Bên đây thì đưa vô, bên đây chuẩn bị hạ. Rồi. Đây chuẩn bị hạ nha. Đây, cụ bà luôn cả nhà. Gia đình sẽ làm lễ ha. Đó, thầy làm 4 lễ. Sau cái lễ tứ bái thì sẽ hạ nguyệt. Sẽ di chuyển ra phía ngoài nha cả nhà. Phía ngoài đám tang cũng chuẩn bị lên đang chôn.
hưởng cái đám tang chôn gần mộ người xíu linh. Không phải cả nhà ơi, tang này chôn ở khu B. Đây, đám này chưa lên. Đây. Khu B cả nhà. Nó Sài Gòn lên. Chôn đó đó. Rồi, cắt đầu đi.
Cầm vô. Rồi, đứng đi. Ngang đi, gá lên đòn đi, gá lên đòn, gá lên đòn. Rồi. Thôi, rồi sao từ từ đầu quá. Không, đứng rồi. Đứng đâu rồi. Mở dây đi lù không qua được rồi. Thôi mở dây đi. Khu B nha cả nhà. Khu B3 Sài Gòn xuống rồi cũng nhiều lắm. Chuẩn bị hạ nha cả nhà. À, sau cái lễ tứ bái của thầy rồi là mấy anh em dân động mà vô. À, trước khi hạ thắp cái nhang cái ở đầu là sẽ Thank you.
cây gói cây thông luôn. Khoan bỏ người ra chỉnh thụ lo cái đầu gì lắm xuống đi. Trời nó mà chưa quay dây mình lụng sơn trời chết sơn rồi nãy sơn. Dây đứng ở đây ta lôi dây nha mấy anh khỏi gì dây cũng được hả? Rồi cho. Rồi đứng đi. Rồi dặn đi. Nhẹ cái này nè. Bật đều rồi đó. Kết thúc video tại đây cả nhà ơi. Giờ tới mấy anh em thảo mai tán xuống đắp cát cũng thành tâm chia buồn cùng với gia đình. Nam mô Di Đà Phật ạ. Cho một khu bay ba nha cả nhà.